Xin chào mọi người, mình là Mỹ Uyên. Chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Dự đoán đội hình trận ra quân U23 Việt Nam. Mới đây, trang chủ của AFC đăng tải bài viết nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý tại giải U23 châu Á trên đất Trung Quốc cách đây gần tròn 2 năm. Giải đấu đã chứng kiến những ngôi sao vàng đi tới ngôi Á quân chung cuộc một cách đầy bất ngờ nhưng hoàn toàn thuyết phục. Trong bài viết của AFC, Việt Nam là một trong những đội được nhắc đến nhiều nhất ở giải đấu năm 2018. Đây cũng là hành trình kỳ diệu đầu tiên của bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, là khởi đầu cho 2 năm thành công rực rỡ sau đó của nhà cầm quân người Hàn Quốc với các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Bởi vậy, AFC cho rằng bóng đá Việt Nam đã vươn mình kể từ dấu ấn Thường Châu năm nào, qua đó trở thành một trong những đối thủ đáng gờm, đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch ở giải đấu Thái Lan đầu năm 2020. Chính vì điều đó mà người hâm mộ càng thêm trông đợi trận ra quân của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước đối thủ UAE vào ngày 10 tháng 1 tới đây. Trước khi trận cầu này diễn ra, Mr. Zero mạnh dạn dự đoán đội hình của U23 dựa trên những thành tích mới đây của đoàn quân áo đỏ. Hãy cùng đón xem những cái tên nào sẽ là lựa chọn hàng đầu của thầy Park. Đầu tiên, ở vị trí thủ môn, sự lựa chọn của chúng tôi là Văn Toản. Sai lầm chết người của Bùi Tiến Dũng trong trận đấu vòng bảng gặp U22 Indonesia vô tình trở thành cơ hội để Văn Toản tỏa sáng, và cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hải Phòng đã tận dụng rất tốt điều đó để trở thành lựa chọn số 1 của thầy Park trong khung gỗ. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m85, ngôi sao sinh năm 1999, không gặp nhiều khó khăn trong các tình huống không chiến. Khả năng phán đoán tình huống, phản xạ tốt cũng như sự điềm tĩnh trong thi đấu là những điểm cộng giúp anh ghi điểm. Việc có thể bắt penalty tốt cũng giúp Văn Toản vượt trội so với người đàn anh Tiến Dũng. Mặc dù cách đây 2 năm, ở giải đấu trên đất Thường Châu, thủ thành xứ Thanh đã khiến người hâm mộ cả nước nhớ đến mình nhờ những pha bắt bên xuất thần. Thế nhưng ít ai biết rằng, đó cũng là vũ khí vô cùng lợi hại của người mới trong khung thành của U23 Việt Nam. Bằng chứng chính là pha cản phá cứu thua vô cùng xuất sắc trong trận gặp U22 Campuchia tại bán kết SEA Games 2019. Thế nhưng, hạn chế lớn nhất lúc này của Văn Toản có lẽ chỉ là khả năng chơi bóng bằng chân. Để củng cố được vị trí chắc chắn của mình, anh cần phải làm tốt hơn nữa và tránh lặp lại tình huống dẫn tới bàn thua như trong trận gặp U22 Thái Lan. Đến hàng hậu vệ, vị chiến lược gia người Hàn Quốc có lẽ sẽ tiếp tục áp dụng sơ đồ 3-4-3 cho U23 Việt Nam, trong đó bộ ba trung vệ sẽ gồm Nguyễn Thành Trung, Huỳnh Tấn Sinh và Trần Đình Trọng. Tại kỳ SEA Games vừa rồi, huấn luyện viên Park Hang-seo đã không mang theo Đình Trọng do chấn thương và cầu thủ này chưa hoàn toàn bình phục. Nhưng trong khoảng thời gian còn lại trước khi U23 châu Á diễn ra là đủ để anh trở lại và sẵn sàng ra sân cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Với tài năng, bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Đình Trọng được coi như là một trong những hậu vệ hay nhất của bóng đá nước nhà hiện nay. Dù anh không có chiều cao lý tưởng, sự trở lại của cầu thủ người Hà Nội chắc chắn sẽ giúp huấn luyện viên Park yên tâm phần nào, nhất là khi hậu vệ đa năng Đoàn Văn Hậu không tham gia giải đấu tới. Đá cạnh Đình Trọng ở hàng hậu vệ nhiều khả năng sẽ là bộ đôi Thành Trung và Tấn Sinh. Nếu cả hai không dính chấn thương nào, với Thành Trung, huấn luyện viên Park sẽ có nhiều hơn một phương án tấn công khi ngoài khả năng phòng ngự giỏi, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội còn chơi đầu rất tốt với những pha không chiến mạnh mẽ, máu lửa và không ngại va chạm. Thi đấu cạnh hai người đàn anh là Huỳnh Tấn Sinh với phong độ ngày càng ấn tượng. Đây đều là những cầu thủ có thể hình, thể lực, thi đấu lăn xả, hứa hẹn sẽ là những duy mạnh tiến dụng mới của đội tuyển U23 Việt Nam. Đức Chiến sẽ là ngôi sao mới ở hàng tiền vệ. Có thể nói một trong những thành công của thầy Park ở SEA Games vừa rồi là ngoài tấm huy chương vàng chính là việc ông đã phát hiện ra một ngôi sao mới ở tuyến giữa. Nhờ thể hình, thể lực tốt, di chuyển rộng và không ngại tranh chấp giống như Marquinhos ở Paris Saint-Germain, Đức Chiến từ một trung vệ đã phát triển hiệu quả và được thầy Park sử dụng ở vị trí tiền vệ trụ. Mạnh mẽ, quyết liệt, xử lý nhanh, chính xác. Với Đức Chiến ở vị trí trung tâm, U22 Việt Nam đã không làm mất tuyến giữa trước U22 Indonesia trong trận chung kết. Từ đó triển khai bóng để hạ gục đối thủ, anh đảm nhận vai trò của một máy quét giữa sân với khả năng thu hồi, đánh chặn và luân chuyển bóng lên tuyến trên. Đá cạnh Đức Chiến ở giải đấu tới rất có thể là tiền vệ Hoàng Đức. Với khả năng chơi bóng đa năng, đá giữa hay đá lệch cánh đều tốt, Hoàng Đức hứa hẹn sẽ là ngôi sao sáng của U23 Việt Nam trên hành trình tìm kiếm danh hiệu trên đất Thái Lan. Anh cũng sẽ giúp tuyến giữa của U23 Việt Nam thêm cứng cáp hơn nhờ thể hình tốt và thể lực bền bỉ. Ngoài Hoàng Đức, trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo còn có Triệu Việt Hưng, cầu thủ cũng có một mùa SEA Games đáng nhớ. Thế nhưng trong trận mở màn, Mr. Zero xin được phép ưu ái để Hoàng Đức trong đội hình ra quân nhờ sự ổn định của cầu thủ này. Và chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là người được chọn ở giải đấu sắp tới.
Vị trí hậu vệ biên có lẽ đang là mối bận tâm lớn nhất vào lúc này đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở cánh phải, sự lựa chọn tốt nhất của ông vào lúc này có lẽ sẽ là Hồ Tấn Tài. Cầu thủ này đóng vai trò quan trọng trong thành công tại SEA Games vừa qua. Song từ thể lực, tốc độ, khả năng tranh chấp và hỗ trợ tấn công của Tấn Tài vẫn chưa thể bằng được người đàn anh Trọng Hoàng. Tấn Tài liệu có thể tỏa sáng như Văn Thanh tại Thường Châu 2018 hay không? Đó sẽ là một thử thách nặng nề của cầu thủ trẻ BKMS Bình Dương nếu anh không cải thiện được năng lực chơi bóng của mình. Trong khi đó, bên trái Thanh Thịnh nhiều khả năng sẽ là lựa chọn hàng đầu của thầy Park thay thế cho Văn Hậu. Ở SEA Games vừa qua, Thanh Thịnh đã khẳng định được mình với khả năng lên công về thủ khá ấn tượng. Điều đó sẽ giúp anh có thêm tự tin để tỏa sáng ở sân chơi châu lục sắp tới. Hành lang cánh có thể được coi là 50% sức mạnh trong sơ đồ 3-4-3 dưới thời huấn luyện viên Park. Nếu hai cánh bị bóp ngặt, chúng ta sẽ mất hoàn toàn lợi thế. Chắc chắn vị chiến lược gia người Hàn Quốc và các trợ lý của mình sẽ tìm ra phương án khắc phục điểm yếu này của chúng ta. Trọng Hùng sẽ là Phan Văn Đức mới, thi đấu khéo léo, nhanh nhẹn và có khả năng tạo đột biến cao nhờ khả năng đi bóng qua người. Tiền vệ Trọng Hùng đã được đánh giá. Tiền vệ Trọng Hùng được đánh giá sẽ nhập vai thành công đàn anh Phan Văn Đức ở vòng chung kết U23 châu Á đầu năm sau. Ở SEA Games vừa qua, người hâm mộ không có nhiều cơ hội chứng kiến cầu thủ người Thanh Hóa thi đấu do anh gặp phải chấn thương ngay ở trận đấu đầu tiên. Nhưng với những gì mà anh chàng đã thể hiện cũng đủ để chúng ta có quyền kỳ vọng cầu thủ này sẽ đá tốt ở đấu trường châu lục. Nếu như cánh trái thuộc về Trọng Hùng thì hành lang cánh phải sẽ thuộc về Quang Hải, thủ lĩnh U23 Việt Nam với tố chất của mình chắc chắn sẽ là một mũi tên công phá lợi hại của đoàn quân áo đỏ. Trong hành trình bảo vệ tấm huy chương bạc đã giành được 2 năm trước với hai mũi tên trên hàng công, huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có thể yên tâm với các miếng đánh chiến thuật bày ra. Quang Hải vẫn sẽ là cầu nối dìu dắt lối chơi cho cả đội, trong khi Trọng Hùng sẽ quấy phá hàng thủ đối phương. Ở hàng tiền đạo, có lẽ vào lúc này huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đang phân vân trong việc lựa chọn ai sẽ là người đá cấm ở vòng chung kết U23 châu Á sắp tới, mà cụ thể là ở trận ra quân trước đối thủ UAE. Tiến Linh vào lúc này đang là lựa chọn hàng đầu của ông Park, nhưng Hà Đức Chinh với 8 bàn thắng ở SEA Games vừa qua cũng xứng đáng được trao cơ hội. Tiền đạo của SHB Đà Nẵng ngày càng hoàn thiện kỹ năng đánh đầu của mình, cũng như di chuyển và dứt điểm bằng chân. Tuy nhiên, khả năng tỏa sáng của anh ở những trận cầu lớn vẫn là một dấu hỏi khi có tới 7 trên 8 bàn thắng mà tiền đạo gốc Phú Thọ ghi được là vào lưới Lào và Campuchia. Cũng bởi vì thế, rất có thể Tiến Linh sẽ là lựa chọn số 1 để đá cấm của nhà cầm quân xứ Hàn tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Vừa rồi chính là đội hình dự đoán ở trận ra quân của U23 Việt Nam trước đối thủ U23 UAE vào ngày 10 tháng 1 tới đây. Đây cũng được xem là đội hình mạnh nhất của các chàng trai áo đỏ ở giải đấu sắp tới. Hãy thử tài dự đoán của mình bằng cách bình luận tỷ số trận đấu cùng Mr. Zero ngay ở dưới phần bình luận video này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!